Xin kính chào quý vị và các bạn. Có một thời, khi đến bến đò Phù Trịch để sang sông, ai cũng thuộc câu ăn cơm cho no, đợi đò Phù Trịch. Phù Trịch, địa danh đã đi vào tâm thức và đời sống của người dân cả vùng Nam Quảng Trạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, tại bến đò này đã từng diễn ra một trận đánh bi hùng đi vào lịch sử của địa phương. Và khi cuộc sống phát triển ngày càng nhanh, thì sự kiện ấy lại dần bị lãng quên bởi lớp bụi thời gian. Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, những người tham gia, những người chứng kiến, liệu ai còn, ai mất? Chiến thắng ấy có còn để lại dấu tích gì cho lịch sử hôm nay hay không? Chuyên mục của chúng tôi tháng này sẽ đi tìm lời giải cho những vấn đề đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tròn 65 năm sau sự kiện lịch sử, chúng tôi trở lại bến đò ngày trước, khi những dấu tích của trận càn giặc Pháp gần như bị xóa sổ. Vâng, 65 năm, hơn nửa thế kỷ, những nhân chứng có mặt trong sự kiện ấy giờ đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm. Vậy mà những ký ức về trận đánh ngày trước vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Cứ cá nóng để tinh khế hiện bắn lên là rất là nhiều, rất là từ khi 4 giờ chứ 8 giờ mà bắn lên trên làng đến 4 giờ tối khi nó mi hơi thôi bắn nó rồi mà trên đi thì là một chiếc tàu bay là quan sát hành liền trên trời này hẳn mỗi ngày máy bay nữa là có 2 chân hẳn cứ ra đến đi cá nóng thanh khế cứ chỉ điểm cá nóng thanh khế bắn tôi về này chỗ làng mạc chứ để là nạc nối là chúng vài chứ này trong nhà là coi như là tuyết ra nổ vì bị cá nóng ăn bắn bị hết đi xuống đấy là họ cứ đo rồi nè họ cứ ra là dựa được nghĩ là móc xác hẳn lên thì lột toàn bộ súng ống loạt toàn bộ súng ống là thả là hẳn tối lấy ngay ngang một bãi từ đây sau khi dân làng hoảng cái là chủ chí cái là điều động một số xuống các cụ già xuống là đào mấy cái hầm đấy là những cái hầm to là cứ kéo vô lên thả lưới rồi dập hết nhỏ quá mấy ông về là hận tối lên trên lang tang khắp sạc xuống đi cái là dập trong này lên đến trên đồn trên nữa là hắn cũng vẫn dập ở trở trong này. Trận đánh oai hùng mà ông Đồng nhắc đến là trận đánh của tiểu đoàn 418 thuộc trung đoàn 57 trong trận chống càn của quân Pháp diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 1950. Phù Trịch xưa là một thôn thuộc xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, phía đông nam cách thôn La Hà, xã Quảng Văn một Quảng Đông, và con hỏi nhỏ gọi là hỏi hát. Phía đông bắc bên kia sông Xanh có đồn Ba Đồn, phía tây cách 7 km có đồn Tiên Lệ, phía tây nam cách đồn Minh Lệ khoảng 5 km. Tiểu đoàn 418 của ta đóng ở Thuần Bài, lấy nhà dân làm trụ sở ban chỉ huy. Để đối phó với địch, ta dùng phương pháp binh vận, thường xuyên tung tin trung đoàn 57 sẽ sớm tấn công Ba Đồn, làm cho chúng hoảng sợ, tưởng rằng lực lượng của ta là trung đoàn 57 chứ không phải là tiểu đoàn 418. Ngày 26 tháng 2 năm 1950, ta được trinh sát cho biết ngày mai kẻ địch sẽ mở trận càn vùng Nam Quảng Trạch. Nhận được tin trên, đơn vị họp bàn ngay tại chỗ và có phương án triển khai chuẩn bị chiến đấu. Sau khi bố trí mai phục đúng như dự kiến, ngày 27 tháng 2 năm 1950, kẻ địch từ hai cảnh bằng cano và thuyền ùn kéo đến ven bờ sông Xanh và hỏi hát. Chúng dùng hỏa lực mình tấn công và ồ ạt tiến lên bờ. Trên bờ, trung đội 21 tập trung hỏa lực, đồng thời nhằm thẳng vào toàn lính đổ bộ hàng đầu. Quân địch, số chết, số hoảng loạn quay trở ra thuyền. Theo ý đồ chiến thuật, tiểu đội 13 và 18 rút về, chỉ để lại tiểu đội 15 bám trụ cầm cự địch. Đây là thời điểm thiêng liêng và cảm động nhất. 10 đồng chí của tiểu đội 15 lần lượt ngã xuống. Bọn địch ồ ạt đuổi theo hai tiểu đội đang rụt chạy. Khi địch lọt vào ổ mai phục, quân ta nổ súng đồng loạt tiêu diệt hầu hết quân địch. Sau nửa ngày chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 418 đã tiêu diệt được gần 300 tên lính Âu Phi, thu về nhiều quân trang vũ khí. Chiến thắng Phù Trịch không những làm tiêu hao sinh lực địch, thu nhiều vũ khí quân trang mà còn ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân vùng Nam, Bắc sông Xanh.
đồng thời thể hiện rõ khả năng tương đồng tác chiến giữa quân chủ lực và bộ đội địa phương lúc bấy giờ. Theo một góc nhìn khác, đó là chiến thắng của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không chỉ nhờ phương pháp quân sự mà còn bởi địa hình của nhánh sông Xanh. Đó chính là yếu tố có lợi giúp bộ đội ta, mặc dù với quy mô của một tiểu đoàn, nhưng đã đánh thắng được một trung đoàn của địch. Quan trọng nhất là vấn đề là cái thực địa đó là nhờ cái dòng sông Chanh trong chia cắt đôi bờ đấy. Thế nếu đó mà là một cái mặt bằng thì như thế là tiểu đoàn của tôi là không dám đánh. Thực sự mà nó không dám đánh, đánh giúp cái nọ thôi. Thế đừng chơi với nhau, nhưng mà cuối cùng nó cứ vẫn vô. Nhờ cái dòng sông Chanh đó cản trở, do đó cho nên cả trung đoàn nó chỉ sang một cái tiểu đoàn Âu Phi của Đồng Hới đấy thôi. Tiểu đoàn chủ lực ấy. Còn cả cái tiểu đoàn khác là coi như không có phương tiện sang. Chứ nếu mà nó có đánh cả một trung đoàn ấy, tiểu đoàn mà nó mà đánh được, không thể đánh được. Đấy. Đánh nghĩa là đối chọi thì nó một tiểu đoàn đó mà đã khó, chứ đừng nói cái chuyện là vấn đề đối chọi với cả trung đoàn. Mà thầy xưa là có như ba minh ba thì đánh nó một, chứ đấy minh một mà chỗ đối chọi một thì không có. Cuộc chiến của Phú Trịnh thắng lợi đánh dấu một bước ngoặt mới của cuộc chiến chống Pháp ở Quảng Trạch. Từ đó âm mưu mở rộng vùng tiềm đóng của quân Pháp, âm mưu bao vây giải phóng, bảo vệ các đồn bị bao vây như là Tiên Lệ, Minh Lệ, Cao Lao không làm được. Nếu xem chiến thắng Phủ Trịch là một dấu son trong lịch sử chiến đấu của trung đoàn cũng như lịch sử kháng chiến của huyện Quảng Trạch, thì sự hy sinh anh dũng của 10 chiến sĩ tiểu đội 15 là minh chứng cho lòng quả cảm của bộ đội ta lúc bấy giờ. Đó là sự hy sinh mà như người dân đôi bờ sông Xanh vẫn nhắc lại, là những cái chết là lắm, bà con khóc cả làng. Còn nhà thơ Xuân Hoàng, sau này trong tập bụt ký Trở lại sông Xanh, đã xúc động thốt lên: 8, 9, 10 màu xanh trên thảm cỏ, hết sức rồi Hồ Chủ tịch muôn năm. Nắng mênh mông, nắng ngập bờ sông, Phủ Trịch mồ chôn đoàn cảm tử. Tôi nhiều lắm, cũng có thì là có nhiều khi có hai khung mô to đi lên, hai anh là năm trưởng nổi lên quả, một quả con nóng hoàn bắn lên của loài con nóng loài nhỏ nó bắn lên mà nổ cùng trợ hai anh. Là bị là tôi đây đây xuống ké là bị ngang lưng đi là phải ké mà này mê mới đấy. Kể ra thì là đầu tiên ấy, cái việc không phải là vấn đề là xuất hiện là ví dụ như chẳng hạn là cái trung đội 1 thì bị tôi biết trung đội 1 nhưng mà không biết nghĩa là có thể nói là vấn đề là cái tiểu đội 15 để mà cai cắm ở lại để mà hy sinh không? Chưa biết, chỉ có đưa trung đội 1 xuống vỗ mặt rồi thì là chủ tất là biết như thế. Chứ còn không biết là vấn đề là có chủ trương là cai cắm thằng tiểu đội 15 ở lại, gọi như là một tiểu đội cầm tử để sẵn sàng hy sinh mà lừa được. Chứ nếu như cả trung đội rút thì chưa chắc là lừa được hắn. Mà hắn khoái lên là hắn giết hắn tan sát 10 cái đồng chí đó đấy. Rất là dã man, gọi là một cuộc chết, dân Phú Trịch nói là một cái chết la lắm. Một chết la lắm, có thể cung chạy tiếng chết, nhưng mà mở lại đó, mở lại chết một cái sự rất là đau khổ. Những cái chết đã hóa thành bất tử. Vậy nhưng quãng thời gian dài chỉ hơn nửa thế kỷ, liệu còn ai nhớ đến họ, những chiến sĩ đã quên mình cho quê hương hôm nay? Không một tấm bia ghi công, dấu tích đã mai một dần. Thậm chí cả phiên hiệu trung đoàn 57 cũng không còn. Ngay cả những cử liệu lịch sử ghi nhận cũng thiếu chính xác. Phải chăng lịch sử đã lãng quên họ? Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, một ngày cuối đông. Ngày hôm nay, tròn 65 năm sau chiến thắng lịch sử ấy, có một người mái tóc bạc phơ về thăm những đồng đội cũ, những người không còn hình hài và không tên. Vâng, họ là những liệt sĩ vô danh. 33 chiến sĩ trung đoàn 57 ngày đó đang nằm tại nghĩa trang này có đến gần nửa là những liệt sĩ vô danh. Trên tấm bia của họ chỉ khắc tên đơn vị E57, ngày hy sinh tháng 2 năm 1950. Giờ đây họ cùng chung một cái tên và cùng chung ngày mất. Những liệt sĩ này
đều có nguyên quản ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Thắp nén tâm nhang cho những đồng đội cũ, ông Nguyễn Hoàng, nguyên là người lính trinh sát cho tiểu đoàn 418, là chiến sĩ duy nhất còn sống đến hôm nay trong số 17 chiến sĩ người Quảng Bình và trong số những người từng tham gia trận chiến, đã không nén được sự xúc động. Đã vào cả tuổi bạt thập cổ lai hy, nhưng nghĩa tình đồng đội tiếp thêm sức lực cho ông. Ông đi nhiều, thường xuyên tìm về địa danh Phủ Trịch ngày trước. Nghe ở đâu có thông tin về các nhân chứng, các liệt sĩ của tiểu đoàn 418, ông đều tìm đến. Ông Hoàng chưa bao giờ từ bỏ ý định vẹn lớp bùi thời gian đưa chiến thắng Phủ Trịch về đúng với vị trí lịch sử của nó. Với ông, đó chính là nén tâm nhang lớn nhất gửi đến những đồng đội cũ, cũng là điều ông phải làm để tri ân với quá khứ hào hùng, để toại nguyện trong phần đời còn lại của mình. Thế còn tất cả anh em là hy sinh cả, mà những anh em hy sinh đó đã cùng nhau ngồi lại để nói cái chuyện đi. Mỗi anh nói cho một vế, mỗi anh nói một ý, và đều cùng nhau khẳng định như cái ý kiến đó để mà tin về trên. Trong lúc mình như thế là không làm được cái việc đó ngay từ đầu. Cho nên để lại cho nên có những cái nhân chứng đó, tất cả tập trung cho tôi để tôi chịu trách nhiệm. Cho nên luôn luôn tất cả những cái ý kiến đó mới giải đến chết nữa là tôi nhận những cái việc đó là có những ý nghĩa thiêng liêng. Cũng như tôi vào trong cái trận của Quảng Trị Khe Sanh thì như thế là vô đó là nghe một cái tin là tôi phải nói là rất là đau lòng, vì trung đoàn tôi là có như vô đó là bị xóa sổ cả trung đoàn, pháo nó cấp tập cho nên nghe nữa hỏi ra là có như không còn có ai nữa, không còn có danh hiệu nữa, cho nên tôi khóc sợ sượt mướt hết rồi, cho đến khi là tôi về cho tôi cũng gọi lại bằng tất cả mọi cái để mà cố gắng để mà làm cho được. Trở lại với bến đò Phủ Trịch, thật khó để tìm được một nhân chứng của làng từng chứng kiến trận đánh, càng khó hơn khi muốn tìm lại những dấu vết của trận càn nổi tiếng. Ngày trước, cả khu vực này là một rừng bần rộng lớn, có tác dụng phòng hộ. Vậy mà chỉ vài năm trở lại đây, phần lớn diện tích rừng bần đã bị phá bỏ, nhường chỗ cho các hồ nuôi tôm. Thật may mắn, chúng tôi tìm được một dấu tích có thể xem là duy nhất. Trong chiến thắng Phủ Trịch, cái giếng này chính là nút thắt giúp quân ta chuyển bài thành thắng, thực hiện được kế hoạch quân sự đã đặt ra từ trước. Các cụ kể lại là sau khi cái trận đó thì coi như là sau khi mà tiêu diệt cái tiểu đội cầm tử của ta rồi thì như vậy là đi chỉ là tràn lên tới đây. Tới đây thì như vậy các cụ kể là thằng quân hái quân bãi ở đây là kéo một khẩu súng máy lên tới đây là đặt ở đây để như vậy bắn lên ở trên làng. Thế vậy là sau đó là tại thấy xung quanh đây là bị lọt ổ phục kích rồi, thế như vậy là bộ đội mình ấy, là có bắn tỉa và như vậy là có ba cái vết đạn đứng còn đây, và súng hỏa lực của mình là vẫn bắn là coi như là lỡ cái miệng giếng đây và giờ vẫn giữ nguyên. À, nhưng mà sau khi là cái thằng quân hái quân bãi ở đây là coi như bị trúng đạn, coi như là mình là coi như lọt ổ phục kích, bị mình bao vây là đánh trở lại là coi như là hắn mới thua mới chạy về giếng. Còn cái giếng này thì ngay cả cụ nó xây thì xây lâu, làm lâu, nhưng mà có cái là 1938 nó cách cái trận đánh đó là 12 năm. Thế như vậy hiện nay vẫn còn dấu vết là vẫn nguyên ở cái gì đấy. Cái giếng này đã tồn tại ở đây suốt gần một thế kỷ qua và có lẽ sẽ tiếp tục nằm ở đó để thách thức với thời gian, để chứng minh cho hậu thế về một sự kiện bi hùng của địa phương. Và cho dù chưa có một tấm bia tưởng niệm để chứng tỏ sự ghi nhận của chính quyền và lịch sử, thì người dân địa phương cũng đã tự mặc định đây là một tấm bia ghi công chiến thắng Phủ Trịch để thế hệ sau có thể tự hào và tri ân các chiến sĩ, những người đã chiến đấu để bảo vệ quê hương mình. Không mong gì nhiều, chỉ mong có một cái tấm bia như bia của trận hải quân đánh thắng giặc ở sông Danh, chiến sĩ du kích tham gia chiến đấu và hy sinh oanh liệt ở đó, cũng cần có chính sách ưu ái cụ thể. Hiện nay thì chưa có gì. Đó là một điều mà chúng tôi thấy băn khoăn. Quê hương Quảng Lộc ngày nay đã có nhiều đổi mới, cuộc sống người dân ngày càng phát triển. Mảnh đất thanh bình hiền hòa một phần nhờ công ơn của những chiến sĩ đã không tiếc thân mình chiến đấu để bảo vệ.
ghi nhớ, tri ân hay bất cứ một hành động biết ơn nào cũng không đền đáp hết công lao của các anh. Với ông Nguyễn Hoàng, ông Phan Xuân Thiết hay những chứng nhân của làng Phù Trịch mà chúng tôi gặp được hôm nay, quỹ thời gian của họ không còn nhiều, trong khi sự màng trên vai họ vẫn chưa hoàn thành. Kết thúc của hành trình này có trọn vẹn hay không, không ai trả lời được. Chỉ biết rằng, ngày chúng tôi trở lại bến đò Phù Trịch, có một đàn chim bay vòng mãi trên mảnh rừng bần còn sót lại. Và chúng tôi hiểu, vong linh các liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này vẫn còn đâu đó trên bến sông lịch sử, mong chờ một ngày được ghi công xứng đáng.